Chào anh Dễ. Dạ, chào anh. Dạ, chào anh Dễ. Phiền anh chờ hơi lâu nha. Dạ. Thì cũng có kẻ trước người sau, em cũng biết sao nữa. Không có gì anh Dễ. Dạ, dạ. Hình như hơi đói bụng rồi phải không? Rồi sáng ăn rồi. Dạ. Dạ. Trước tiên là anh gửi lời chào đến cộng đồng và giới thiệu về mình cho cộng đồng được biết anh ha. Chào anh Dễ, chào cộng đồng mạng, chào trong nước, ngoài nước. Sức khỏe. Dạ. Anh tên gì và anh đến từ đâu? Em tên Mai Văn Hoàng, ở An Giang, Châu Thành An Giang. À, Châu Thành An Giang anh ha. Có hai thằng con, thằng lớn thì 24, thằng nhỏ 14. Ở sống ở với em. Dạ. Rồi anh Hoàng là sinh năm mấy? Năm 74. Anh mà làm lộn với 73 vậy. À. Vậy là kỳ thực là 74 hả? À, giấy xanh thì 74. Dạ. Vậy thì hôm nay anh Hoàng đến với chương trình là anh muốn bày tỏ đến cô anh nào? Kết nối dùm cho em một người vậy đó. Em có coi đó, anh có đăng lên rồi coi đó. Dạ. Có coi cho thằng con coi, rồi con thôi xuống anh Tiến Dĩ đi rồi tìm hiểu rồi có gì thì điện con. Dạ. Cái bữa đó là về lãi rồi tính kêu nó trả anh Tiến Dĩ. Dạ. Rồi thấy nó về có 3 ngày rồi thôi đi con đi đi, ba biết đường đi mà. Dạ. Dạ. Rồi anh Hoàng cảm mến với cô gái nào? Em cảm mến có một người tên Thảo, dễ anh Thảo mà Bến Tre. Thảo Bến Tre. Anh lúc mà anh đăng lên chỗ cái vườn trà là đó. À, vườn trà là rồi, rồi em nhớ rồi. Thảo nói mà kiếm được người mà sống tới già vậy đó. Em thì lúc trước em ở với bà xã thì thôi 3 năm rồi. Rồi có bán cái quán đó, cà phê, cháo, cơm rồi vậy đó. Dạ. Thì thấy Thảo nó kiếm một người mà buôn bán gì đó. Dạ. Thấy em Thảo đó cũng rất là hiền lành, dễ thương. Dạ. Thì em vậy đó, em ăn con thôi đi xuống kiếm đi rồi mà tìm hiểu nhau đi rồi về mà ba có ba với bán cơm cháo lại. Dạ. Dạ. Vậy rồi anh Hoàng hiện tại ở nhà thì đang làm công việc gì? Em làm bên mà kho đông lạnh cá đó anh. Đóng công cá nó làm da rồi cái vô trong lạnh cái mà mình đóng công container đó. Rồi cái mới nghỉ trong rồi cái đi cũng làm cái thứ khác, làm thức ăn viên đó cho cá ăn. Dạ. Thức ăn viên. Rồi công việc đó anh Hoàng thấy thế nào, có thuận lợi và thuận lợi? Anh ngày nào cũng làm nhưng có nghỉ bữa chủ nhật thôi. Rồi nó có mang lại thu nhập tốt cho mình không? Tốt, một tháng cũng được 5,5 triệu. Tháng 5,5 triệu. Vậy là công việc đó thì mình làm như thế nào, anh có thể chia sẻ chút được không? Được, ngày nào cũng làm hết, anh ghe nó về đó, ghe thức ăn nó về đó thì mình ngày nào mình cũng làm hết. Vậy là mình trong cái khâu mà vận chuyển từ cái chỗ này lên đến ghe? Nó chạy về tới cái kho cá đó, cái bằng tải đó, nó chạy lên. Anh em nào ở dưới sông ở, anh em nào ở trên bờ ở. Người sức khỏe này kia chắc là tốt hả anh Hoàng hả? Tốt. Rồi bây giờ thì anh đang còn sống với cha mẹ mất rồi. Cha mẹ mất hết. Rồi sống với con anh? Còn ở với thằng nhỏ 14 tuổi. Còn lớn thì nó làm ở ngoài Bình Dương, nó làm công ty của Nhật Bản tiếng gì? Công ty của thằng Nhật Bản làm ba cái điện tử con chip á. Nó kêu đi á. Vậy lâu nay anh ở nhà một mình rồi cơm nước này kia thì sao? Mình làm rồi cái mình nghỉ trưa đó mình dài nấu cơm, hoặc là mình nấu cơm sáng bỏ lại. Bỏ lại bữa nay đi đây thì mua cơm hộp. Vậy thì mai mốt mà lập gia đình á thì lấy vợ về thì cái nơi ăn chốn ở hiện tại thì anh thấy có được thuận lợi không? Thuận lợi anh ông già ông để lại, ông già ông để lại bề ngang 10 mét, bề vàng bề vô 40 mét. Vậy là sẵn sàng mặt tiền sẵn sàng. Nhà em khu Bình Hòa mà khu xưởng giày xưởng may á, anh Dễ anh có lên chỗ đốc thì có gì ghé em. Vậy thì có nghĩa là bây giờ đó nếu mà lập gia đình thì chỉ cần mua cái giường hạnh phúc nữa là coi như xong ha. Xong. Nhà cửa này kia thì nó đầy đủ rồi. Đầy đủ rồi. Sắm cái giường hạnh phúc với thì hai cái gối. Anh quý mến em Thảo đó qua những cái đặc điểm nào và tuổi tác thì anh thấy có được hợp lý không? Hợp. Nghe Thảo nói chia sẻ vậy đó mà kiếm một người thiệt tình vậy đó. Dạ. Rồi
em thân mến gì đó, rồi nói mà sống được tới già gì đó mà không có mà lại gãy một lần nữa gì đó. Em thích người vậy. Dạ. Anh đã từng đi qua Bến Tre này kia chưa? Chưa. Chưa, mai mốt này nếu mà được cái sự đồng thuận bên kia thì mình đi Bến Tre chơi một chuyến ha. Dạ. Dạ. Đương nhiên là cái bước tiếp theo đó. Thì có đi là con nó có gì điện cho nó về chơi luôn. Đi cho biết nó nói gì. Dạ. Cái bước tiếp theo đó là nếu mà được sự đồng thuận của từ cô Thảo đó thì mình sẽ đi về bên đó chơi thăm gia đình cổ. Dạ, rồi sau đó là mình sẽ trở về bên Châu Đốc thăm gia đình anh. Dạ. Đó là tìm hiểu thực tế. Tìm hiểu thực tế thì con nó cũng nói vậy đó, có nói cô bà đi xuống giới thiệu tiểu đi, rồi có gì á điện con về. Điện cho con trước 2 ngày con về. Dạ. Vậy là đứa con nó cũng đồng tình này kia hết đồng ha? Tình nó kêu đi á. Dạ. Còn thằng nhỏ thì nó bởi ba kiếm mẹ mới về bán cháo con bưng nghe. Nó học lớp 8 rồi. À vậy đó hả? Dạ, ngày nay tính trả đi mà nó ngủ không chịu thức. Bữa nay chủ nhật nó ngủ thường 8 giờ mới thức. Dạ, học lớp 8 hả anh? Học lớp 8. 14 tuổi học lớp 8. 14 tuổi. Dạ. Vậy là hai đứa con trai hết. Hai thằng trai hết cái gì? Hai đứa ở với anh hết. Ở hết. Lúc mà thôi bà xã trước đó thì thằng nhỏ xuống nó nói ở với ba đi học, lúc thôi thì nó mới học lớp 5 mà tiếng gì. Dạ. Nếu mà anh và cô Thảo mà có duyên thì tuyệt vời. Em thấy cũng có cái điểm tương đồng, tại vì nghe Thảo nói mà kiếm một người được vậy đó, mà mình thì cũng cần cái người như vậy. Dạ. Nhưng mà kinh doanh bán cháo này kia đó thì em thì đi làm. Dạ. À, mình đặt ra cái tình huống nhanh nha. Dạ. Là ví dụ như mà đôi bên mà thuận duyên thì tốt, còn đôi bên mà không thuận duyên đó thì nếu cô nào mà muốn bày tỏ muốn làm quen với anh thì anh có cho người khác cơ hội để mà bày tỏ với mình và mình có chấp nhận điều đó hay không? Cũng được anh vậy. Dạ, dạ. À, cũng được. À, nếu mà người khác thì người khác phải là tuổi tác ra sao rồi phải có những cái điều kiện gì? Tuổi thì từ 36 tuổi đổ lên bằng đứa em rồi vậy đó. Dạ. À, vẫn nhỏ quá, 36 tuổi đổ lên vậy đó. Dạ. Còn nói về tính cách này kia thì anh có thể giới thiệu về mình đôi chút để bên kia hiểu được không? Cách anh, cách em á anh vậy? Dạ, tính cách của anh á. Cái ta em thì sống là biết người này người kia chú bác lắm. Dạ. Và hòa thuận lắm. Dạ. Rồi những điểm yếu điểm mạnh này kia của mình. Em thì điểm yếu thì em không có, mà em thì em phải làm. Em phải đi làm tối ngày vậy đó. Lo làm ăn ha. À, làm ăn. Chí thú làm ăn. À. Có một điều là do cái công việc của anh thì công việc lao động nên là cái thu nhập này kia thì nó cũng không có gì mấy gọi là nó đạt như ý, nhưng mà có một cái là cần cù anh ha. Đại khái như vậy. Mà cũng như có Thảo về thì Thảo làm vậy thì tôi đi làm ở dưới công ty lại cũng được, công ty cá dưới kia nóng nóng nó lạnh nó mát, đóng công nó mát. Yeah. Tại vì mình đi thì cái đó từng đêm từng ngày nó vậy, làm dưới kia thì quá từng đêm từng ngày. Yeah. Mới được. Công đến nơi giờ nào mình đóng giờ nấy mới được. Dạ. Vậy hôm nay đó thì em cũng xin ghi nhận những cái điều anh bày tỏ. Dạ. Rồi em chuyển tải đến cho cô Thảo xem. Dạ. Rồi sau khi cập nhật video lên đó thì mình chờ cái sự phản hồi của từ cô Thảo. Dạ. Nếu mà đôi bên nó mà thuận duyên thì là mình sẽ có những cái bước tiến mới giống như em nói hồi nãy đó. Dạ. Còn nếu đôi bên mà chưa có thuận duyên thì có ai mà muốn làm quen với anh thì em sẽ ghi nhận cho anh Hoàng biết. Dạ, dạ. Dạ. Anh Hoàng ha. Dạ. Dạ. Anh Hoàng đã kết nối Zalo với em chưa? Em xài chưa có điện thoại kia. À. Rồi vậy để thì em lấy cái số điện thoại của anh ha. À. À. Vậy cuối cùng thì anh có muốn nhắn gửi gì tới Thảo hoặc là anh có muốn nhắn gửi gì tới cộng đồng thì anh cứ tự nhiên có, rồi có, gửi lời có, chào. Có nhắn gửi với Thảo. Dạ. À, như Thảo Hoàng lên vậy đó kết nối với mà Thảo đó.
Thì Hoàng nói là sau này mình sống tới già nữa thì mình cũng già rồi, mình phải chừng cháu. Nó nói như vậy. Dạ. Rồi chúc tướng vậy sức khỏe. Dạ. Với bà xã vậy sức khỏe. Dạ. Rồi ok anh, rồi em cũng nắm được cái điều anh muốn bày tỏ rồi. Rồi em sẽ cập nhật, rồi có gì em báo cho anh Hoàng biết ha. Dạ. Rồi ok anh. Vậy thì anh ra cài cái micro cho cái người tiếp theo giùm em ha. Dạ. Rồi chào anh ha. Rồi, em dài luôn anh tiếng vậy. Ok anh. Thưa quý vị thân mến, thấy anh Hoàng rất là chân tình. Dạ. Cũng hy vọng là bấm vào đây hả? Sớm cái này nhận được cái sự phản hồi của từ cái cảm hả? Dài đây. Hay là đưa như vậy. Dạ.